Rất là hấp dẫn luôn các bạn ơi. Các bạn có bao giờ được ăn cá nướng như thế này chưa? Wow, một con cá to khổng lồ và một rổ rau cũng khổng lồ luôn. Các bạn ăn cùng mình nha. Xin chào các bạn, xin chào tất cả mọi người nha. Đã đến với kênh vlog của Vinh Bùi. Hôm nay đây là em của mình. Hôm nay hai anh em mình sẽ đi câu cá. Gần nhà mình có một cái hồ cá, có cá rất là to. Nên hai anh em quyết định hôm nay rảnh rỗi đi tới đó câu để xem thử là cá có to thật hay không, hay là chỉ là lời nói đùa thôi. Nên các bạn hãy dõi theo bước chân của anh em mình nhé. Mình và em mình đã tới cái nhà bác chủ hồ rồi các bạn ơi. Đây là đường vào nhà bác chủ hồ. Trước khi vào nhà các bạn xem cảnh xung quanh nha. Cảnh ở đây mình thấy rất đẹp nên mình review luôn cho các bạn coi. Wow, phía trước là một cánh đồng bát ngát luôn. Cái chỗ kia, cái chỗ mà đất trống đó người ta đang trồng rau các bạn. Đây, rất đẹp luôn. Đây, đây là cái hồ đó các bạn. Mình chưa vào nhà nhưng đứng ngoài đường mình đã thấy cái hồ đây rồi. Bây giờ bắt đầu mình đi vào trong nhà. Cá hồ này nhiều không anh? Không nhiều lắm, được cỡ 5-3 tạ. Con cá mà to nhất ở dưới hồ này em nghe người ta nói là to lắm, phải không? To lớn nhất là có 7 kg à. Wow, 7 kg là nó phải to bằng cái cột nhà này. Cái ở đây có nhiều người tới câu không anh? Có thường xuyên. Lúc rảnh rỗi người ta hay tới câu, nhất là những ngày nắng nóng là họ tới đi, vừa câu vừa ngồi cho nó mát, cái không khí ở đây nó mát hơn các nơi khác. Cái người mà câu được con cá to nhất là cỡ bao nhiêu ký anh? Bắt từ hồi giờ thôi, bắt được cho con 7 ký rồi, loại 6 ký, 5 ký, nói chung cũng được vài chục con như thế rồi. Bây giờ chắc còn ở độ 4 ký thôi, thứ lớn hết. Ở đây 1 ký anh tính bao nhiêu? Bây giờ là mình có hồ cá, người ta tự tới khai thác rồi mình đi bán 35 ngàn 1 ký. Có nghĩa là khi cái hồ ở đây các bạn ơi, là khi mình tới câu á, nếu mình câu cá to cá nhỏ gì á thì đồng giá là 35 ngàn một ký hết. Nhưng mà mình tự câu. Hôm nay mình đi câu bằng mồi gì vậy em? Bằng dế anh ơi. Đây đây, dế đây các bạn ơi. Mùa này mình khô á, không có nước. Ta trùng được. Mình nghe nói là cá ở cái hồ này thích ăn dế lắm. Nên người em của mình đã chuẩn bị dế sẵn để đem lên đây để câu. Đây là dế, mình quay gần cho các bạn coi. Dế rất đẹp luôn. Với lại cá hồ này nó lại thích uống bò hút nữa các bạn ơi. Nên phải mua bò hút để đổ xuống. Bò hút có được ngâm vô dế anh. Cho nó thơm mùi bò hút của anh. Một cách câu rất là thú vị. Chưa bao giờ mình lại thấy cái cách câu như thế này. Đã câu được 15 phút rồi mà chưa thấy con cá nào hết các bạn ơi. Nãy giờ có động tĩnh gì không em? Không anh ơi. Không có, là chiều nay anh em mình không có cá nướng ăn luôn á. Em vẫn tin tưởng vào chủ hồ này. Người em của mình nghi ngờ là bắt chủ hồ này nói xạo. Nên tâm lý câu cá nó vẫn còn hoang mang các bạn ơi. Được không? Cái mồi nướng hồ này rất rộng các bạn ơi. Để con thay mồi được không? Wow, có cá rồi. Dính rồi. Rồi, kéo vào xem mới cá gì đây. Wow, một cá này có lấy không? Không. Nó bỏ rồi, nó bỏ đi rồi đó. Cá phi này nướng ăn cũng rất ngon, nhưng dưới hồ này còn nhiều con cá to hơn nữa. Mình thử câu xem có cá to. Thả xuống đi. Đây các bạn ơi. Các bạn có biết cây này là cây gì không?
Cây này cây là cây si á các bạn. Để mình kể cho các bạn nghe về chuyện cây si này nha. Mình nghe nói á, là bác chủ hồ này á, là có một cô con gái á, là rất là xinh luôn. Nên thanh niên ở trong vùng này tới nhà chơi rất là nhiều và trồng cây si để lại đây. Nhưng mà cuối cùng mình nghe nói là cô con gái của bác chủ hồ này á, đã lấy một cái anh mà trồng cây vàng 4 số 9. Đó là một câu chuyện buồn các bạn ơi. Wow. Trong vườn nhà bác chủ hồ này lại có một con bò các bạn ơi. Wow, con bò này rất to luôn này. Wow. Chưa bao giờ mình thấy con bò nào to như con bò này luôn các bạn ơi. Wow, con bò màu trắng này. Làm sao để mình quay cho thấy cho rõ đây. Wow. Ồ, con bò dễ thương không? Rất to luôn. Ê. Con bò đó nó thích camera các bạn ơi. Wow. Các bạn có bao giờ thấy con bò nào to như con bò này chưa? Mình lần đầu tiên thấy con bò màu trắng này á. Ở mình rất nhiều bò, nhưng mà bò màu vàng, bò màu đen, chưa bao giờ thấy con bò nào màu trắng vậy luôn á, mà to nữa. Nhìn giống như là con quái vật đó các bạn ơi. Con này chắc là em của ngươi mà vương rồi đây. Wow. Rất to luôn. Đây là một cặp chó con rất dễ thương các bạn ơi. Nhà bác chủ hồ này rất là nhiều thú vật luôn, bò, chó, đầy đủ hết luôn. Chó này rất hiền các bạn. Từ những lúc nó cắn mình ra thôi, còn lúc nào nó không hiền. Chó này hình như nó đang bị bệnh các bạn ơi. Chảy nước mắt luôn này. Chú chó rất là dễ thương. Mình ra mình coi thử xem mới có cá chưa. Rồi. Có cá rồi các bạn ơi. Wow. Cá rất là to luôn. Đây, mình quay gần lại cho các bạn coi nè. Wow. Con cá này chắc rất bự luôn. Wow. Bình tĩnh. Wow. Phải là sau bao nhiêu công sức là mình cũng cẩn thận vô giật thì mới được. Chưa vô giật là chưa gọi là được. Bây giờ cũng có cá rất to luôn các bạn ơi. Đây là cá trê các bạn. Cá trê. Có cá trê này cỡ bao nhiêu ký anh? 3 ký. Cái mời camera này. Cá rất to luôn. Bác chủ nhà ra tay thì không có gì là không thể hết. Cẩn thận nha. Đây là cá trê các bạn ơi. Cá trê rất to luôn. Thấy. Dạ. Wow. Cá này 2,7 ký các bạn ơi. Thấy cá to như vậy mà có 2,7 ký thôi. 2,7 ký khủng lắm rồi. Đây là công đoạn quét sa tế các bạn ơi. Mình phải quét cái sa tế này vào hết cả con cá này luôn. Để làm sao?
để cho cái nước sa tế này nó thấm vào từng cái sớ thịt con cá này, khi mà nướng ra là cái gia vị nó sẽ chảy vào trong con cá, nó rất là đậm đà luôn. Cái sa tế này mình mua ở ngoài chợ các bạn, về mình cũng không pha gì thêm nữa, nếu mình pha thêm là mình thấy nó hay bị cháy lắm. Mình quét kỹ một tí là một lát nữa mình nướng ra là con cá rất là ngon luôn. Quét đều kỹ. Sau khi quét sa tế xong con cá sẽ như thế này đây các bạn. Đây là công đoạn cuối cùng, bây giờ mình có thể đem ra nướng được rồi. Bây giờ mình đem ra nướng. Bắt đầu nướng cá rồi các bạn ơi. Con cá rất dài luôn, nên mình để cái đống lửa cho nó dài cho con cá luôn, chứ còn không là nó không có chín. Theo mình nghĩ là con cá này nướng cỡ tầm 1 tiếng là chín thôi. Cái da nó dài nên nướng hơi lâu các bạn. Chứ nếu mà mấy con cá bình thường á thì mình nướng cỡ tầm 20 phút, 25 phút là chín nha. Con cá này cỡ tầm 3 năm rồi, 2-3 năm rồi. Nhìn rất là hấp dẫn luôn. Cá này sắp chín rồi các bạn ơi. Thịt nó chắc là ngon lắm đây. Mình nhìn cái sớ thịt của nó dày như là thịt con dê. Đã 1 tiếng trôi qua rồi các bạn ơi, mình nghĩ cá cũng đã chín rồi này. Nhìn từng cái sớ thịt của nó nứt ra luôn rồi này. Cá này chắc chín rồi em nhỉ? Chín rồi anh. Và anh nghe em quay một cái người em nè, tóc tai rối bời rồi chưa chín rồi. Nướng cá này rất cực các bạn ơi, mình phải ngồi gần đống lửa và mình phải quay cá liên tục, chứ còn không á là con cá nó sẽ bị bể cái thịt ra và rớt xuống ra khỏi cái cây các bạn. Nghe nói nướng cá nhưng mà nó không phải đơn giản đâu. Wow, cá chín rồi các bạn ơi. Thơm quá anh ơi. Thật sự rất là hấp dẫn luôn. Cái da của nó đây các bạn, nhìn như là da con trâu vậy á. Để ăn thử. Wow, mới ăn cái da thôi mà đã thấy nó ngon như vậy rồi, không biết cái thịt nó sẽ còn ngon như thế nào nữa. Rất là hấp dẫn luôn. Wow, rất là hấp dẫn luôn các bạn ơi. Các bạn có bao giờ được ăn cá nướng như thế này chưa? Wow, một con cá to khổng lồ, một rổ rau cũng khổng lồ luôn. Các bạn ăn cùng mình nha. Trong quá trình nướng các bạn ơi, cái thịt con cá nó chín nó rớt ra nên mình phải cột dây thêm vào rất là nhiều. Cái cành cây này các bạn biết để làm gì không? Cái này để mình móc vào người con cá. Cứ mình quay tròn như vậy nè, là con cá nó không có bị rớt, nó không có quay tròn mà nó cũng không có rớt ra ngoài. Sau các bạn có nướng cá cứ làm y chang như mình này nè, là ok luôn. Để đây bữa sau nướng tiếp. Wow, ăn đi em. Wow, thì con cá ngon như vậy đây các bạn ơi, nhìn thật là hấp dẫn luôn. Mình chưa có ăn mà thấy đã ngon lắm rồi. Mời các bạn.
Wow, chắc là ngon luôn. Cái cá này mình ăn một cái, mình ăn thêm trái dưa leo này nè. Mình đừng có chắc ra, mình để nguyên trái như vậy các bạn. Rất ngon. Mình bao ăn em. Đây là do ăn cá. Ngon. Quá là ngon. Cái da này nó rất giòn luôn á. Mang thử cái da này. Da này rất giòn luôn. Cắn một cái là ăn như là bánh tráng vậy. Ăn phải uống như cái lá này nữa. Ăn nó mới bài bài. À, lá mơ đây à. Đúng. Anh quắn lá này lá mơ các bạn ơi. Cá nướng mà quắn với lá mơ thì cũng không còn gì để nói nữa. Wow. Quá nè. Ăn trái dưa leo nè, ăn nguyên cá luôn. Cắn nguyên cá luôn ăn mới ngon. Ngon. Quá tuyệt vời. Sáng mà mình không đi câu, không có cá chắc gì không biết ăn cái gì. Rất may mắn luôn. Em tưởng phải nhịn đói rồi nè. Cá này chín tới xương luôn á, anh thấy cái xương còn bốc hơi lên luôn. Wow. Còn một miếng cá cuối cùng các bạn ơi, cá thực sự rất là ngon luôn. Mình ăn hết con cá này mà mình đã thấy là không còn chỗ nào để chứa nữa rồi. Rất ngon. Chưa bao giờ được ăn con cá cá trê nào mà ngon như vậy. Cá này đúng là cá đi thể dục nè các bạn. Thịt nó dai săn ngọt. Nói chung không còn từ ngữ nào để diễn tả được. Quá ngon.